xin chào cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương. Sau sự kiện thầy Thích Minh Tuệ đi bộ hành, cũng có nhiều người cũng phát tâm làm từ thiện. Sau đây chị Đại sẽ lên tiếng cực kích phàn nàn về công việc làm từ thiện của các mạnh thường quân sau sự kiện Thích Minh Tuệ dừng bộ hành. Mời cả nhà xem clip. Thành công đấy, đại gia đấy, các anh làm cho tiền thế này thế nọ người kia, các anh cho tiền, các anh cho tiền, các anh làm phước thì các anh hưởng, chứ không phải người dân chúng tôi hưởng, mà không phải ba mẹ của ngài Thích Minh Tuệ hưởng. Các anh làm tốt cho đó là quay về cái câu chuyện của ngài Thích Minh Tuệ nè. Thứ nhất, trong vấn đề mà các anh giải thích nó không đúng, các anh đi làm từ thiện làm này này kia nó không đúng. Tại vì tôi thấy cái quan điểm đó giống như các anh chị người Bắc gọi là các anh chị này thành công đấy, đại gia đấy, các anh làm cho tiền thế này thế nọ người kia, các anh cho tiền, các anh cho tiền, các anh làm phước thì các anh hưởng, chứ không phải người dân chúng tôi hưởng, mà không phải ba mẹ của ngài Thích Minh Tuệ hưởng. Các anh làm tốt cho cái nơi đó thì tự các anh hưởng cái phúc đó, chứ không ai hưởng hết trơn á, hiểu không? Cho nên cái sai thì tất cả những người dân họ lên tiếng, họ lên tiếng thì các anh lên, mà các anh đính chính và phản biện lại. Cái phản biện lại nó không có thuyết phục người khác để nghe, nó hoàn toàn cái phản biện nó sai. Thì cho nên tôi lên tôi đem vài ý kiến ra để tôi nói chuyện với cộng đồng. Nếu các anh chị thấy một cái điều tôi nói sai thì các anh được quyền chửi tôi, các anh được quyền không đúng, đúng không? Thành thử ra tôi nói cái vấn đề của tôi là tôi lấy một cái giả thuyết đó, tôi ví dụ cái chuyện nhà. Cho nên các anh nói là người Bắc chúng tôi thế này thế nọ vậy, tôi không xem thường người Bắc, nhưng người Bắc xem thường người Nam chúng tôi, xem thường rõ ràng, xem thường mà khi mà đến gia đình của ngài Thích Minh Tuệ, thấy không, rõ ràng lắm, tự bắt bàn bắt ghế ra ùng vô nhà. Nhà tôi nó thẳng với quý vị nghe, nếu như vậy không có cửa mấy ông bước vô nhà tôi đâu, cho người tống cổ ra ngoài hết. Bà đặt đại gia và ông trời cũng vậy, ông quan cũng vậy đó. Luật vua thua lệ làng, mày bước vô nhà tao mày phải phục tao, mày không phải mày qua mày là ai dữ vậy, đúng không quý vị? Lệnh vua mà thua lệ làng, ông vua mua đến cái làng đó ông phải quốc phục cái làng đó, ông mới bước vào làng đó được, chứ đừng nói mà ý mình là cái người đại gia. Đại gia kể mấy ông mấy bà chứ đừng dùng tiền ra, những cái người dùng tiền ra nói những người đại gia là những người đó họ vô minh, mua vô minh, ỷ mình có quyền có thế. Cái ông vua đó ông đi kìa, ông đi di hành kìa, bước qua một cái làng nọ cái không cho vô, tại vì ở đây cái luật phải vậy, không cho ông vô làng thì ông không vô làng. Nó đừng có nói mà cỡ mà mấy ông người Bắc, mấy ông đại gia, đại du đại gia vừa kể mấy ông mấy bà chứ liên quan gì tới một cái xã hội này. Một cái người đại gia người ta phải từ tốn, người ta phải hiểu chuyện chứ, đúng không? Là các anh làm điều này đúng, điều kia đúng, các anh không làm là động cái lòng trời. Tại vì sao? Ngài Minh Tuệ là đã trở thành Phật rồi, các anh đừng làm hóa vấn đề, nó không đúng với trong cái giáo pháp của Hạnh Đầu Đà. Đó những điều tôi nói thôi. Ông ấy ỷ có tiền là sai, còn các anh ỷ có tiền các anh, tại vì các người có tiền là làm toàn bộ là đúng hết, nhưng mà đối với người nghèo như chúng tôi á, nó không có đúng. Tại vì người nghèo họ hình nhìn cái chân lý, còn các anh có tiền các anh không nhìn chân lý mà các anh nhìn quyền lực, đúng không? Người nghèo chúng tôi nè, những người họ nghèo họ nhìn về cái đúng cái sai, người nghèo họ nhìn về cái chân lý nó nhiều. Tại vì cái chân lý là gì? Cái sự thật. Vì cái người nghèo họ luôn luôn họ thích cái sự thật lắm. Còn các anh giàu là các anh nghĩ là các anh làm là được, đéo thằng nào làm được tao, thích à, danh tỷ à, đéo thằng nào mà làm được. Ông làm như thế đó làm gì được ông? Đó, đó là ngáo quyền ngáo lực. Nhưng mà trong cái Phật pháp nó khác, trong Phật pháp nó không phải như vậy, hiểu không? Trong Phật pháp là con người và chúng sanh, muôn vạn chúng sanh từng cấp bậc, ai cũng được quyền nói, ai cũng được quyền nghe, ai cũng được quyền hiểu, ai cũng được quyền làm phúc, ai cũng được quyền có ý kiến cá nhân của mình, mới gọi là hạnh đạo, hiểu không? Chứ phải cái hạnh đạo mà các anh muốn làm gì làm. Nếu các anh muốn làm gì làm thì các anh ở nhà các anh làm chủ, thứ nhất là làm chồng, làm cha của ở trong gia đình của các anh. Còn ra ngoài đời thì các anh phải làm con của thiên hạ. Quý vị thấy ngài Minh Tuệ không? Làm con có muôn vạn chúng sanh. Mà cái làm con đâu có sợ đâu. Tôi đi đâu tôi nói chuyện với ai tôi cũng xưng em hết trơn á. Tôi xưng em hết trơn hay là tôi xưng con hết trơn á.
Tại vì mình nghĩ là mình thuộc về cái thể loại nhỏ bé rồi, thôi mình xưng con với thiên hạ đi. Như thí dụ mình xưng con với thiên hạ thì thiên hạ mình cũng kêu mình bằng chị, là mình xưng em với thiên hạ cũng gọi mình bằng chị, chứ cứ gọi mình là con đâu. Cho nên á, các anh hay hay có một cái vẻ này nè, anh mày cứ làm thế rồi cứ nghe lời anh của mày cứ làm, anh mày đéo sợ ai á. Xã hội này các anh không đéo sợ thì các anh không có đi trong cái chánh pháp được, hiểu không? Các anh làm vậy thì các anh làm đại ca. Tại sao một cái ông đại ca đó, một cái ông tỷ phú đó, với một cái ngài Thích Minh Tuệ đó, tôi đố quý vị lại ai? Cái câu này tôi từng ví dụ ở trên cái diễn đàn, quý vị lại ai? Bây giờ cái ông tỷ phú giàu nhất đất nước Việt Nam mà giàu nhất thế giới đó, với ngài Minh Tuệ, quý vị lại ai? Cả nhà có cho em câu trả lời không? Mình lại ai? Phật nói đạo Phật không dạy giai cấp, đúng. Quý vị thấy không? À, lại thầy à. Chắc chắn một điều quý vị biết là lại thầy hết, nhưng tại sao lại lại thầy? Lại trong cái hạnh của ngài. Một cái hạnh của ngài không ai làm được. Thành thử mình lại, lại để giống như cung kính, lại để tôn trọng. Cái lại đó là cái lại tôn trọng, tôn sùng ngài ấy. Còn cái ông tỷ phú đó, tôi chỉ ngưỡng mộ ổng là vì ổng quá giàu có. Đúng, lại về cái đức hạnh đúng. Thì cái điều đó là gì? Tôi gặp tôi chào thôi. Em chào chị Du. Chào ổng chứ không lại nha. Gặp ông tỷ phú. Dạ, tôi chào à, tôi chào ông. Còn đối với ngài Thích Minh Tuệ, chào ngài, chào bằng một cái lại. Đó là cái sự trân trọng và cung kính. Một cái cung kính khác, một cái cung kính của mình là bằng cái một cái lại. Còn ông kia mình ngưỡng mộ, mình chào. Một người cung kính lại, người ngưỡng mộ chào, thì người nào nặng hơn? Mà một cái người quá giàu, một người quá nghèo đó, đúng không? Thì mình luôn luôn lúc nào mình phải cung kính, mà lại mình tôn trọng. Thì các anh ở đây, các anh nói tôn trọng thầy, các anh có tôn trọng chưa? Tôn trọng thầy là gì? Thầy chắc không chịu rườm rà đó đâu ha, thôi tôn trọng ý kiến của thầy. Thầy nói mấy ông dựa vào cái lời nói của thầy, ai làm thấy vui là được. Nhưng mà đúng là các anh vui nhưng mà thầy buồn. Đó là những cái hạnh, đó là những cái kẻ đó là gì vậy? Ngáo quyền ngáo thế, muốn làm gì làm. Trong cái hạnh đó nó không hiện cho thầy đây. Các anh nói ra những cái điều nó không có đúng, nó không có. Các anh làm ra gì cái quyền lợi các anh, chứ các anh có nói đừng có làm cho thầy vui. Thầy vui nhưng mà các anh thấy các anh làm mà các anh vui mà thầy có vui hay không, đúng không? Các anh làm các anh thấy không vui mà thầy có vui hay không mới là cái chuyện quan trọng. Tại vì cái quan trọng nhất cuộc đời của mình á, mình phải suy nghĩ, mình đặt mình vào một cái người khác thì nó mới vui được. Còn các anh đặt cái cách vào cho người khác mà các anh không hiểu người khác thì làm gì đó là gọi là vui. Các anh quay qua các anh đó, đâu phải là cái cây này nè, nó bao nhiêu nghìn năm nè, bao nhiêu mươi năm mấy mua được thế này thế nọ, giống như cái món đồ nó giá trị mà cung kính cho thầy rồi tất cả mọi người lên họ họ có ý kiến, họ nói này nói nọ. Các anh ơi, tại sao các anh nói là cái điều mà các anh nói là người này người kia nói, các anh lên phản biện? Các anh nói hay lắm, các anh nói toàn là cái quyền lợi của các anh rồi. Một cái ông đứng ra để làm từ thiện, cái ông đó là gì? Bán mật ong, đúng không? Cái ông có review cái kênh của cái ông không? Trừ ra những người họ làm đừng vì quyền lợi của mình, vì quyền lợi của người khác thì nói được. Còn nếu cái ông làm vì cái quyền lợi, cái ông đánh bóng cái tên tuổi các ông mà nói các ông không đồng ý, đúng không? Cái cây bồ đề đó tôi đã giải thích rồi. Người ta nằm đâu yên một chỗ đó đi, canh đi giết một cái sinh mạng con người ở, giết cái sinh mạng ở đằng này, giống như cái kiểu như là cái anh tế một cái con heo chết để anh cứu sống cái mạng người của gia đình các anh, thì các anh nghĩ có đáng hay không? Mà trong khi tu trong cái hạnh đầu đà này, người ta đâu được làm gì quý vị, đúng không? Hay là tự nhiên con người tôi đang sống vậy nè, tự nhiên kêu tôi giờ phải chết đi, tôi hiến cái bộ tạng để cho người đó sống. Cũng giống như cái cây bồ đề bên kia mà các anh đem đến qua đây để anh trồng, thì giống như các anh đã giết họ chết rồi, họ chết lâm sàng rồi, đem qua đây trồng thì bao bao giờ cái cây đó nó mới phát triển được, nó mới
có được cái rễ, nó bám được cái rễ. Tại sao những cái khó, tức là những cái lòng thành kính của các anh. Nhưng các anh có biết là đó là các anh đi làm, đó là một cái sinh mạng đó. Nó đang bình thường, nó đang phơi phới chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia bình thường mà. Các anh trồng cái cây nhỏ, chúng tôi không nói, cái cây nó quá lớn. Tức là các anh muốn đi tắt đón đầu. Là các anh muốn giống như kiểu như là muốn lấy cái gen người này để làm cho người khác như vậy đó. Giết một người để cứu sống một người, hay là giết một người để làm cho người khác vui, thì cái hạnh đầu đà có phải vậy không quý vị? Mà trong cái hạnh đầu đà đó, một người mình đã từng nói không ở quá lâu. Tại vì mình ở quá lâu một cái nơi đó, mình trỗi lên cái lòng tham lam. Tại vì người ta làm cho mình ngon lành quá, mình ở thì nó dậy lên cái lòng tham, nó bị trói buộc con người mình lại. Ở cái nơi đó thì không đúng cái hạnh của mình. Đó là thầy cũng đã nêu rõ hết tất cả cái quan điểm. Các anh làm đó, các anh làm cho cha mẹ thầy. Tức là cha mẹ của thầy thì dựa vào cái gì? Dựa vào lời nói của con mình. Nhưng có thể là những câu nói của con hay là những câu nói của thầy, các anh chị đang bị nhầm lẫn một cái điều gì hay không? Thầy nhớ kỹ, thầy không giết một con trùng, thầy không giết một con kiến nữa. Một cái sợi cây, một cái cọng cỏ gì, thầy đều mà đứng mà nó quật ngang gì là thầy đỡ lên hết. Thì như vậy thì các anh phản biện, các anh cho là đúng. Để các anh ngồi giải thích, rồi các anh đem người hàng xóm lại. Cái người hàng xóm người ta thích chứ, các anh làm đường người ta thích chứ. Thà là các anh nói các anh làm đường cho người dân đó đi, ok, bình thường. Làm đường cho tất cả đi. Các anh không cho Phật tử đến gần, các anh không cho người này người kia tới các... Nhưng ngược lại các anh làm được. Cái đó là các anh phải độc tôn quá hay không? Con người của mình sống cái gì cũng vậy. Mình phải gọi là mình phải nghĩ mình, lợi mình phải lợi ta. Đừng cảm thấy lợi mình mà hại người khác thì đừng nên làm.